là chúng ta đến với một chủ đề rất hấp dẫn và kiểm soát trên cộng đồng mạng. Thì trước khi về nói vấn đề này, tôi sẽ đọc cho các bạn nghe một câu thơ khá lộn, câu gì mà câu nhớ được. Đó là một đụng người mà người không giúp một. Thì chắc các bạn nói ra, đó là chủ đề này đó hả? Thì chủ đề đó là tác dụng và giá trị của đụng người. Thì phải đúng như vậy, một đụng người nó sẽ có tác dụng rất là to lớn, nó có một khu vực chúng ta. Nếu cuộc sống chúng ta không có đụng người, thì chúng ta sẽ nghĩ xem nó có còn điều gì tốt đẹp hơn. Và qua đó, lúc ta buồn thì đụng người là một điều nào đó chúng ta giảm sâu. Và khi mà chúng ta bị mở thì chết tốt thì nếu bạn cười lên thì cái cảm giác mà bị đau đó nó sẽ quên dần đi. Qua đó có nhiều cách để chúng ta cười, ví dụ như chúng ta cười che đen, cười hí quét và chúng ta có thể cười điện tử. Ví dụ như các bạn nữ thì khi mà gặp một cái người đó thì rất là ngại nên là có thể cười miệng. Và qua đó thì chúng ta cũng thấy được là tùy nụ cười mà nó có các tác dụng và lợi ích khác nhau. Nó sẽ tăng cường máu lưu thông. Qua đó nó giúp chúng ta tươi trẻ hơn, mỗi ngày là một điều hay, mỗi ngày là một điều hạnh phúc. Đó là một cái gì đó tạo chúng ta được có một sự ấn tượng và một sự kết nối mối quan hệ chúng ta. Và có một điều đặc biệt thế này, nụ cười có tác dụng và rất tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Và thì như các bạn đã biết thì hôm nay mình chia sẻ về có tác dụng của nụ cười, thì rất là vui khi được chia sẻ với các bạn. Và cũng cảm ơn vì những bạn nào xem được cái clip về nụ cười của mình. Thì cuối chương trình thì mình có một câu nói rất là hay tâm đắc, đó là cười là một vũ khí rất lợi hại và ít người được sử dụng. Và xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một buổi tối thật vui. Chào các bạn.